Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới với phần tiếp theo của ARK Survival. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và nếu clip này đạt được 4.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ đến với tập ARK Survival tiếp theo. Còn nếu nó không được 4.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ xem Tây Du Ký nha mọi người. Ok, và hiện tại mình có thể gọi cái con khủng long của mình. Rồi, nó sẽ đi theo mình. Khi mình hú nó, còn mình ấn nút nào ấy. Đây, ấn nút này thì nó sẽ ở nhà. Và mình muốn cho nó ở nhà thôi các bạn ơi, mình không muốn dắt nó đi theo đâu. Và hôm nay lại là một ngày mới ở trong game nữa. Và mình đang suy nghĩ về vấn đề là mình sẽ mang cái này vào trong đây này. Mình hiểu cái Demolit như nào rồi các bạn. Có nghĩa là bây giờ ấy, mình muốn mang nó theo đây, mình đợi nó hết cái này đã. Đó, hiểu rồi nhá mọi người. Ủa? Nhưng mà vậy là mình phá hủy luôn à? What? Nhưng mà nếu mà vậy là nó bị hủy luôn nhá mọi người. Đó, vì thế mà nếu như các bạn muốn hủy thì các bạn phải xem xét nó kỹ vào. Đây, đây mình muốn hủy cái này đi. Đây, mình sẽ demolish nó. Đó, hiểu rồi. Ui, cái gì á? Nguyên khúc luôn này các bạn. Vãi trường. Tầm trước mình tưởng nó chỉ có một tí thôi, ai ngờ là nguyên khúc luôn. Ok, vậy là mình sẽ crafting một cái này mới. Một cái đi lên mới đây. Ok mọi người. Crafting một cái đi lên mới. Mình sẽ nâng cấp thêm cả cái waiting nhá. Mình thấy cái waiting của mình hơi ít ấy. Với cả là mình sẽ ở tập này ấy, nhiều bạn nói là anh đi bắt khủng long đi. Mình cũng bắt đầu nghĩ đến việc đi bắt khủng long đây. Nhưng mà bắt khủng long xong mình phải có một cái yên để cưỡi cho nó các bạn ạ. Đây, mình có mấy cái đồ để cưỡi khủng long này. Với cả là làm phải làm cả mấy cái bô la này để trói nó vào đây. Mình làm được một cái bô la này. Ok, nhưng mà trước tiên là mình phải dựng cái chỗ này nó lên đã. Đó. Sao nó không dựng lên kiểu bình thường ta? Nó cứ kiểu dựng cái này đây. Đấy các bạn thấy không? Nó không có nhận cái này này. Nó không có để theo cái kiểu mình đúng cái kiểu mà mình muốn đấy. Nó cứ để theo cái kiểu nào ấy, khó chịu vãi đạn. À, mình biết rồi. Ý nó là mình cần phải làm một cái này nữa thì phải. Nhưng mà hiện tại mình không có thát với cả fiber. Cho nên chắc là mình sẽ đi làm thát với fiber thôi. Hiện tại mình chưa biết lúc nào để ngủ nữa cơ anh em. Từ tập 1 đến giờ mình hỏi mọi người nhưng mà mọi người chả chỉ mình ngủ nào hết đó, cho nên mình không biết. Vậy là cái thính lần trước nó rơi ở đây ở đâu ấy nhở? Sao mà mình vào mình tìm không thấy nữa các bạn ạ? Ok, mình sẽ đi kiếm thêm thát này với cả fiber nữa để mình làm cái kia. Ở tập trước nhiều bạn nói là mình mất dậy, mình mất vệ sinh. Có nghĩa là mình ỉa xong rồi mình uống cái nước, mình ỉa ra đầy nước rồi mình uống một cái chỗ là ỉa đấy, bựa vãi các bạn. Sợ thật. Anh em soi mói kỹ ghê, đây thời tiền sử ấy, người ta không có quan tâm mấy cái này đâu. Các bạn tại các bạn quan tâm ấy chứ thực sự là chả ai quan tâm mấy cái này đâu anh em ạ. Đấy, thời tiền sử là giờ muốn sống là phải làm mọi thứ để có thể tồn tại đấy anh em. Đùa. Mấy cái này có gì nữa? À, rất nhiều Naco Berry này. Mình sẽ vứt mấy cái trái cây đi này. Mình cũng chưa biết là mình có cái gì nhiều trong người mà sao nó nặng thế. Hay là đá nó nặng nhờ. Cái trái này nặng này. Drop luôn. Mới là nặng quá drop luôn anh em. Đây, mình sẽ ăn bớt trái này. Các bạn đã kêu là ăn cái này ấy, thì nó no. No thì no nhưng mà nó đói cũng rất là nhanh. No nhanh đói nhanh ấy, bởi vì nó là trái cây ấy. Còn nếu như mà mình ăn một số cái kiểu như là thịt ấy thì mình sẽ no lâu. Cũng như là mình sẽ đúng rồi, no lâu và sẽ đói lâu. Nó kiểu như thế ấy. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái để ở đây đấy nha. Tập trước nhiều bạn chê cái nhà của mình xấu quá. Đấy, bạn nào chê cái nhà mình xấu thì có thể vào làm thử. Đấy, để xem nhà ai đẹp hơn. Và solo nhà mình, đùa. Ok, mình đùa nhá. Đấy. Nhiều khi anh em chúng ta cần phải biết đùa để một chút để cho cái hương vị cuộc sống nó được tăng lên. Ô, để như này đi. Mặc dù nó hơi khắm một tí nhưng mà mình nghĩ là để như này đẹp nhất rồi. Đây khủng long của mình này các bạn. Đẹp không? Đấm nó phát. Lâu lâu hành hạ nó phát anh em ạ. Từ từ, mình có thể vào đây để mình inventory này đây. Mình có thể đeo cho nó được cái yên cưỡi đấy. Trời ơi, đứa nào đấy mình hay nói vậy? Mình nó à? Mình hay nói vậy ta? Giờ cứt đây, vứt đây không biết ai, cứt của ai nữa. Hồi nhặt vậy. À, cứt của mình anh em ạ. Human là cứt của người đàn ông. Rồi mình sẽ vứt ra đây. Mặc dù mình bẩn thật đấy nhưng mà thôi cứ vứt bừa ra đây nha mọi người. Đây. Chứ để nó ở nhà tổn hại môi trường quá. Đấy, vứt ra đây. Bye bye cứt nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về. Mình vẫn chưa biết cách để ngủ như nào anh em ạ. Rồi, tiếp theo là mình sẽ để một cái hòm ở đây để chứa đồ. Đấy, nhiều bạn nói là anh lên livestream để ủa sao mà để cái hòm được ta? Mình vẫn đang thắc mắc cái này. Đây, vẫn không ngủ được nhờ.
demolit đi. Không ngủ thì demolit đi. Để mình làm cái giường. Đúng không ta? Nếu mà mình như mình đòi demolit hết cái đống đi, mình làm được cái giường hay sao á? À nhưng mà mình cần rất là thiếu rất nhiều thứ này. Thát thiết các thứ này. Mình hy vọng là nếu mà mình mà làm cái giường xong mình có thể ngủ được. Chứ mình không biết ngủ ở đây như nào. Mình có hỏi mọi người nhưng mọi người cũng không chỉ mình. Thế mới đau đớn chứ. Ok. Với cả là mình phải làm thêm một cái phải làm thêm một cái kia nữa. Mình phải làm thêm một cái lò nữa. Chứ không bây giờ ở trong nhà là có gì làm đâu. Đó. Ôi lại bị đói thêm một miếng nữa rồi. Sắp hết năng lượng của ngày hôm nay rồi các bạn ạ. Ôi lên cấp. Rồi đủ chưa ta? Để mình xem thử là mình đã đủ để làm cái giường chưa nhá. Cái giường đâu rồi? Đây vẫn chưa đủ. Cần rất nhiều tháp. Cần hai nữa các bạn ạ. Và hiện tại mình chưa có hai. Rồi mình sẽ làm lại một cái này. Nghe nó hơi nhục một tí nhưng mà mình vẫn chưa biết cách nào để ngủ các bạn ạ. Bạn nào biết cách nào để ngủ thì chỉ mình với nha. Có lẽ là mấy tập nữa mình sẽ qua bên kia để mình tham quan cái ngọn đồi ở bên kia các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì chưa được. Hôm nay mình cần phải đi về nhà. Ủa? Cái nhà mình đâu rồi? Mình vừa chạy qua bên đây đúng không? Chuẩn con ngựa luôn. Nhà mình bên đây này. Mình sẽ phải khám phá mấy cái ngọn đồi ở xa một chút. Tuy nhiên là mình nghĩ là mình nên tránh bơi qua mấy cái sông cái hồ này mọi người. Bơi qua mấy cái sông cái hồ này dễ ra đi tìm đường cứu nước lắm. Với cả là mình nghĩ là mình nên làm thêm mấy cái mái nữa các bạn ạ. Nhìn cái chỗ này khắm lọ vậy. Mà cái này thì cần rất là nhiều fiber. Cho nên là chắc mình sẽ lấy thêm một cái fiber nữa. Như bạn đã kêu là trong cái lúc offline thì anh đi kiếm đồ đi. Thực sự ấy, trong cái lúc offline anh kiếm đồ mình toàn bị chửi là hack thôi cho nên mình xin lỗi mọi người nhé. Là mình không đi kiếm cái lúc offline đâu. Mình sợ bị nói là hack lắm rồi. Mặc dù mình không hack nhưng mình cứ bị nói là hack cho nên mình cũng ngại lắm anh em ạ. Đó, mấy cái này nhiều fiber ghê luôn ha. Để mình lấy thêm fiber ở đây nữa. Ok. Rồi, bây giờ mình có thể làm được rất là nhiều. Đó. Đấy, làm vài cái này nữa anh em ơi. Làm vài cái này nữa để vào để cho nó nhìn nó trống á. Không nhìn cái kia khắm lắm. Rồi. Còn hai chỗ đó có đủ không ta? Chắc từ đây chắc cũng cần hai chỗ thôi. Đấy, để một căn nhà tươi đẹp, tươi sáng và đẹp đẽ. Đấy, một và đây để đây nữa đẹp. Đó, rồi. Đây là chuẩn căn nhà rồi, nhà chuẩn quốc tế rồi. Bây giờ mình không biết để cái thùng như nào đây anh em. Đùa. Có nhiều cái thứ nó không biết ở đây. Này. Tự nhiên lúc để được lúc không để được này mọi người. Này. Đấy. Nó cái ảo ảo nào ấy. À mình đứng im rồi. Đây. Xong giờ mình không di chuyển ở đây. Ơ. Xong giờ mình không di chuyển được này. Ơ. Đùa. Cái game này nó lâu lâu nó bị lỗi bị gì ấy anh em. Nè. Lâu lâu bị lỗi bị gì nào, tự nhiên mình di chuyển không được nè. Chắc bây giờ lại phải thoát game ra vào lại mới di chuyển tiếp được quá. Thề game lỗi vãi trưởng. Thề chứ anh em, bỏ tiền ra mua game mà nó lỗi vãi đạn ra. Rồi mình sẽ cất bớt đồ ở đây nha. Thực sự luôn đấy. Mình rất là không hài lòng với cái tựa game này. Bây giờ mình muốn kháng nghị có tỏi đây anh em. Phải tỏi không? À không. Simberry các bạn ạ. Đây là như kiểu là cái hạt giống để trồng cây á. Cái này là cái gì đấy? Có rất là nhiều cái loại lạ lạ này anh em. Đó, bỏ cả thịt thối ở đây nha. Để mốt thịt thối cũng làm đồ đấy. Thịt thối với Nacoberry kết hợp làm đồ được anh em. À, để làm tên độc hay làm cái gì ấy. Rồi bây giờ mình sẽ. Mình vừa mới lên cấp này. Mình sẽ xem cái công thức xem mình đã làm được cái cung tên chưa. Mình muốn làm cái cung tên đã. Đây. 11 điểm. 2 điểm. Có cả cái tên độc nữa. Để mình xem mình đã có làm được cái tên độc chưa. Hình như là chưa làm được cái tên độc các bạn ạ. Mình làm được đồ 2 rồi nè. Nhưng mà trước tiên là chúng ta cứ đi làm cái này trước đã. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái công thức để làm cái. Đây, làm cái bàn cần 65 cục đá với lại 15 cái miếng da. Rồi, vậy là cái cuộc chúng ta sắp sửa phải đi đại chiến rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra đập khủng long thôi. Ôi trời xế chiều lắm rồi, mà bây giờ chưa ngủ được. Cái nhở, làm nào đi ngủ anh em. Thật sự mình vẫn chưa biết cách để đi ngủ. Hai bên mình đi săn thính nha anh em nhở. À, với cả là mình phải làm cả một cái lò nữa. Đó, cái lò thì cần gỗ và đá. Rồi mình sẽ nâng thêm cái cân nặng đi. Mình thấy cân nặng thực sự cần thiết luôn đấy. Gỗ với đá. Gỗ với flint. Gỗ flint thì mình cầm cái cúp mà mình đập để lấy đá và flint. Chắc mình cầm cái này mình đập để lấy nhiều flint hơn một chút à. Đó. Ủa cái đập ra nhiều gỗ à. Ủa mình tưởng cái cúp này đập ra nhiều flint hơn chứ nhở. Đập ra cả metal hơn anh em. Đấy cái này đập ra nhiều flint hơn. Rồi bây giờ mình cần đá này. Đó cần đá thì dùng cái này đập. Ok. Rất là ok. Đập cho nó vừa vừa thôi. Đập quá nó chết, à nó vỡ là xong ấy. Ôi có nhiều thính quá, ở đây còn có một cái thính nữa này các bạn. Ngay trước mặt luôn, tí mình qua mình lấy xem sao. Bây giờ thì mình phải làm một cái
Xem nào. Đây, một cây này. Và cái giường ngủ thì sao? Rồi cần phải có cái da nữa anh em ạ. Mà lúc đó mình phá tất cả hai cái rồi. Hôm nay mình như kiểu bị ngáo hay sao? Vãi đạn. Đây. Đặt vào đây. Lúc đặt được lúc không đặt được nhá, rất là khắm. Đây, mình nghĩ là mình nên chết, mình nhặt lên rồi. Các bạn nhìn này. Đây, lúc ăn được lúc không ăn được ấy, nó khó chịu vãi đạn ra. Đây. Inventory này. Mình có than không? Cora đúng không? Đây. Lại ỉa, mình không biết mình hay con kia lại ỉa nhưng mà ỉa lắm vãi trưởng. Mình có một gỗ thôi à? Đây. Rồi mình sẽ light fire ra để cho nó sáng cái khu này lên. Mày ỉa ấy, tao ỉa đấy. Con này rồi. Mày ỉa bậy này, ỉa bậy này. Khốn nạn. Mình phải đi dọn cứt cho nó các bạn ạ. Khổ thân vãi trưởng mình nhá. Các bạn cứ kêu mình ác các bạn thấy không? Đầu game nhiều bạn kêu mình ác, anh đánh thú vật anh ác đấy, bạn nhìn nó ỉa đầy ở nhà mình này. Khốn nạn. Rồi đi lên cái đã. Rồi ra xem cái thính bên kia nào. Không biết bao giờ nó mới rơi xuống đây anh em. Nhưng mà đợi tí nó rơi xuống mình sẽ đánh dấu cho đây đã. Để tí nhớ nó chỗ nào rơi xuống rồi mình ra mình nhặt. Rồi. Ngay đây anh em ạ. Cầm cái dìu theo. Lỡ mày gặp con đu đu hay con gì là mình à kia đang rơi kìa anh em. Đúng không? Nó đang rơi anh em ơi. Cả cái nhạc game ở trong đây nó cũng khắm nữa. Ôi không biết mình có bơi qua được không. Mình đang mệt rồi. Mình nghĩ là mình nên ăn một cái gì đó. Ấy, lại ỉa, sợ quá ỉa. Mình khuyên các bạn là đừng nên ăn cơm trong khi xem cái game này nha mọi người. Ôi, bơi qua không biết có chết không đây. Bơi qua đấy có thủy quái, thủy kiếc, có cá kiếc nó cắn mình không anh em. Sợ nhở. Ở đây có mấy con cá ăn thịt người, con cá Phara gì ấy. Mình đọc trong truyền thuyết là có mấy con cá Phara nó đập thịt người ở đây. Kìa, mình thấy có gì nó rơi xuống kìa. Ôi vẫn còn một đoạn đường mới qua anh em ạ. Ở trong đây mà mình đi qua một con sông là mình cảm thấy nó rất là sợ. Ok, và mình thấy cái thính nó rơi xuống rồi. Có mấy con cá ngựa, mấy con gì nó bơi ở đây này. Tối om mà. Không biết mọi người có nhìn thấy gì không chứ mình cũng đang thấy tối om mà. Tí nữa mình sẽ cố gắng tìm xem. Hết oxy. Ngoài lên. Đây, mình thấy cái thính nó vừa rơi xuống đây rồi. Có cả con khủng long ba sừng ở đây các bạn ạ. Ok. Hay là mình dã chết con khủng long ba sừng nhỉ. Các bạn nghĩ là mình đủ trình độ để dã nó không? Có cây đuốc này. Đó. Mình sẽ cầm cây đuốc để cho các bạn nhìn nhé. Đó. Mặc dù nó vẫn tối thế thôi. Nhưng mà thôi mình cứ cầm cho các bạn nhìn cho nó dễ. Ôi mà cầm cái cây đuốc là tự nhiên nó lắc game hơn ạ. Đây có mấy con khủng long ba sừng đây. Mốt mình sẽ phải bắt một vài con ba sừng này. Để về làm cháo khủng long cho các bạn ăn. Ủa nhìn nó to này anh em. Vãi đạn. To anh em. Khủng long to vãi trưởng. Ok. Mình vào chỗ ấm hơn rồi này. Ui con gì đấy. What the hell. Nó đuổi nhau kìa. Con kia nhìn buồn cười vãi. Mình muốn bắt con đấy quá. Nhưng mà mình muốn xem trong đây nó có cái gì đã. Đây. Inventory. Ô có nhà anh em ạ. Có nhà. Cũng được nhỉ. Mình lấy cũng được. Cũng tạm. Cái gì á? Con kia nó chạy thì buồn cười quá, nhìn nó béo như con lợn đấy, nó chạy. À con đu đu này anh em. Đây mình sẽ đập mấy con đu đu này để Lấy đồ. Trời mình dã nó này. Dã nó như dã gạo. Ôi hư luôn rồi. Đây mình sẽ cầm đuốc mình lấy được. Ủa cái gì đó đây. Con lợn này. Mình đập nó cháy rồi này. Mày đánh tao. Mày đánh tao. Con khủng long. Khủng long. À nó đánh mình các bạn ạ. Thưa mình đâu có biết. Biết nó đâu. Mà tự nhiên đánh mình. Cái này cần gì đấy. Ôi mình bị dính độc rồi. Bị đói à. Vãi. Sao nhanh đói vậy. Từ sau mình ăn thịt mà cũng nhanh đói à. Rồi mình làm lại cái đuốc nhá. Tự nhiên con khủng long nó đánh mình ạ. Ui. Cái gì kia anh em. Ôi đây sao nhiều đồ quá. Mình sợ mình đi một hồi mình quên mất đường về nhà luôn đấy các bạn. Nhiều đồ lạ vãi. Bây giờ mình muốn có da thì mình phải qua bên đây mình lấy đập mấy con đu đu để lấy thịt thôi. Đây là cái điều tiên quyết mà mình phải làm các bạn ạ. Ủa mấy khủng long ở đây nó to thế nhở. Đây mốt mình phải bắt một con này. Như bạn nói là con này nó đi farm trái cây dễ lắm. Mình chả hiểu cái farm trái cây nó là cái gì. Nhưng mà hình như đi rung cả đất luôn này anh em. Vãi. Nó rung cả đất luôn này.
Vãi trưởng. Mà mình thấy nhanh đói đấy nhở. Đây, đây mình tính bắt con này này anh em. Bắt nó không nhở? Bắt nó. Để mình thử bắt nó xem nào. Mình có cái kia không ta? Có cái bô la không ta? Có cái bô la. Ôi bô la thì cũng cần nhiều thứ lắm. Mình cần fiber. Bù là chạy à? Chạy này. Bố nó luôn anh em. Nó chạy vào rừng, nó chạy vào rừng. Chạy đi đâu cho thoát? Chạy đâu cho thoát? Cầm cái đuốc đuổi cho mọi người nhìn nữa. Thôi mình đi một hồi mình lạc mất đường về nhà đấy. Mình là thánh lạc mà. Chơi bao nhiêu game các bạn biết rồi đúng không? Tốt nhất là mình nghĩ là mình đi về anh em ạ. Mình trêu chúng nó tí thôi. Trêu nó tí. Trêu chúng nó tí. Sao chúng nó chạy nhanh ấy nhở? Nó quay lại này. Quay lại này. Ô cái gì á? Ông nào ông cười cái tự nhiên mình ỉa ra cục luôn này. Raptor Claw. Giống kiểu là Santa Claw ấy mà không biết ông đâu thôi. Vãi trưởng. Mình có một ít da rồi. Nhưng mà lúc nãy mình thấy ở đây có nhiều đu đu lắm mà ta. Sao như bây giờ lại không thấy con nào nữa nhở? Mấy con này nó cứ chạy vòng vòng qua đó chỗ này. Rồi chắc là mình đi về rồi các bạn ơi. Một đêm trôi qua trong game này rồi. Và tất nhiên đêm tới lại có rất là nhiều những con này này. Và đây đây đây, đập mấy con này cũng ra thịt này anh em. Đập mấy con này cũng ra thịt mà nhiều con khác. Vì thế mà xin lỗi mày nhá. Chạy à? Chạy này. Chạy này, ui nó chạy. Đuổi. Đuổi đó. Đây nó chạy này anh em. Nhật ký bắt khủng long. Mày. 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 Chạy nhanh thế, đói quá. Từ đứng lại cho tao ăn cái đá rồi đánh nhau tiếp. Rồi chạy tiếp. Chạy à? Sao bị đói vậy ta? Mệt à? Không những đói mà lại bị mệt nữa. Cái gì? Nhìn cái gì? Mày mày nhìn này. Ui. Con chạy nhanh thế. Ngoài đây có thêm một con nữa này. Sao tự nhiên chúng nó đâu ra nhỉ? Chạy này. Đứng lại. Đứng lại rồi, xong. Ma chớp các bạn ạ. Đây con ma chớp rồi, dùng cái này. Xin lỗi mày. Xin lỗi mày nhưng tao đói lắm. Xin lỗi mày. Tao cần rất là nhiều da, tao xin lỗi mày. I'm sorry. I'm sorry. Ôi 35 cái da luôn, phê vãi. Con này nhiều da quá anh em. Vậy là con này sẽ nhiều da hơn con kia, đu đu. Và con đu đu sẽ nhiều thịt hơn con này. Và mình đang cần hai con này để cắn nhau đây. Mấy con mất dạy đấy. Ui sao nó màu đỏ ta? Hello mày. Gừ với cả gừ. Mày gừ ai? Con này chạy chậm quá anh em. Lại giết tao rồi. Sorry. Nhưng mà tao đang rất cần da. Ui hư luôn anh em ạ. Ủa mình hết đồ để làm cái này rồi à? Xem nào. Cần thrash nữa. Mà mình hết thrash rồi. Chắc mình sẽ dùng cái này vào đây mình chặt để kiếm thrash vậy. Rồi rồi đùa đấy. Khá là easy rồi đúng không mọi người? Mà giờ tìm không thấy xác con kia đâu rồi. Từ mình kiếm cái xác của nó đâu rồi. Ủa đừng nói mất xác luôn nhá. Vãi. Mới đi có tí mà đâu rồi. Hay là mình bị lạc rồi ta? Ngáo, ngáo ít riu anh em. Mấy con này làm gì đây? Mấy con này còn đi chọc mấy con này đấy chứ. Chọc à, ui phải chọc. Ui, ui, nó giết mình, nó giết mình. Nó giết tôi. Cái gì đấy? Tôi bị cái gì đấy? Tôi bị mù. Mày, mày. Rồi, giết tao luôn rồi. Vãi. Con này nó có cái chất độc khiến cho mình bị mù mắt các bạn ạ. Mù, dám, dám đánh tao mù mắt rồi còn lợn. Khốn nạn. Đi về anh em ơi. Ô ở nhà mình nó có kìa. Ấy gì lại bị đói. Sao cái game mà nhanh đói vậy ta? Bây giờ phải tìm cái đường để đi qua bên kia kìa. Bên kia là nhà của mình. Mình phải tìm đường qua bên kia. Khá là khó. Tuy nhiên là phải tìm đường qua bên kia. Bây giờ mình đã kiếm đủ số da cần thiết rồi các bạn ạ. Từ từ chúng ta sẽ làm những cái thứ khác sau. Bây giờ chúng ta sẽ bơi dưới nước nha mọi người. Ủa sao đuốc tắt rồi ta? Hôm nọ mình cầm đuốc đi dưới nước rồi mà nhỉ? Sao thì hôm nay đi dưới nước là đuốc nó tắt rồi? Kệ bơi qua bên kia. Không biết có đúng không nữa. Nếu mà sai là xong mình luôn đấy các bạn. Sai là mình quên, thực sự là quên cái đường về nhà luôn đấy. Từ đợi mình bơi ở trên bờ thôi. Mình không cần bơi xuống dưới đâu. Thực sự là mình chỉ nhớ mang máng là cái nhà của mình nó ở bên kia thôi. Chứ mình không nhớ rõ là cái nhà của mình nó ở chỗ nào nha. Ui con gì to, ui. Lại đói rồi. Thề cái game mình đói nhanh vãi dã man. Đói nhưng không ăn được bởi mình đang ở dưới nước. Mình phải đợi đi vào bờ, tấp vào bờ đã rồi.
Tớ bờ ăn cái gì đã. Mình đang ở bờ đấy các bạn. Bây giờ cần bơi qua bên kia. Cứ cầm cái đuốc của nó lác lác anh em ạ. Hai cấu. À mày đang làm gì đây? Mày đang làm gì đấy? Mày đang làm gì đấy? Mày đang làm gì đấy? Mày đang làm gì? Con lợn đấy. Tao sẽ giải thoát cho mày. Rồi xong. Tí nó đứng ở đây anh em. Thực sự là mình cũng không muốn lấy thêm thịt thiết đâu. Nhưng mà tự nhiên nó đứng ở đây cho nên là mình cũng ngứa tay quá. Nên là rất là xin lỗi mày nhá. Rồi xong. Xong bây giờ mình phải đi qua bên nào. Thôi chết rồi. Như bên đây. Nếu như mình không nhầm thì sẽ là bên đây. Còn nếu mình nhầm thì mình bị ngáo rồi. Thực sự là mấy cái này là mình không rõ lắm đâu. Nếu mà mình có mà bị lạc nhà thì các bạn cũng thấy là điều đấy nó quá bình thường nha mọi người. Nó không có quá xa lạ mọi người nữa rồi. Bởi vì những bạn nào mà xem cái kênh của mình nhiều chắc là cũng biết là mình gọi là thánh lạc rồi. Một khi mà mình đã chơi một cái tựa game gì mà đã đi ra khỏi nhà cỡ một chút thôi mà nó không có cái dấu hiệu chỉ về nhà thôi là các bạn phải hiểu là mình bị lạc rồi đấy. Nhưng mà mình nghĩ vẫn đang đúng đây. Nếu mình chạy theo cái đường này đi qua ngọn đồi này và quẹo bên trái, mình sẽ về nhà. Đấy chuẩn rồi. Trời ơi, chứng tỏ là mình vẫn giỏi vết đấy. Ôi, tôi chạy hơi chậm nhỉ. Để mình chạy về nhà đã. Mà cái trò nó không ngủ được ban đêm. Ui mưa. Rồi trong cái game nó có cả mưa anh em ơi. Vãi trưởng. Mình nghĩ là mình sẽ thắp cái ngọn đuốc này. Ui sao chạy chậm vậy ta. Mệt à. Đợi một chút đi một chút đó, bớt mệt đã. Đang bị mệt anh em ạ. Rồi. Mình sẽ thắp cái ngọn đuốc này lên. Thắp lên một chút niềm tin. Rồi. Li-Fi. Bị cái gì vậy ta. Đói à. Trời cái thằng này ăn nhiều mà đói hoài. Game giả lập chết đói thực sự luôn anh em. Rồi. Mình nghĩ là chúng ta lên. Ủa đun hết cái đống trash kia rồi à? Vãi trưởng vậy. À có 5 trash thì bảo sao chảy nhanh hết. Mình có rất là nhiều Cora nhưng mà không đun được này. Mình không hiểu lắm nào đun cái này lên. Rồi. Sáng ngay. Có cái thùng đây này. Mình vừa mới thu thập được rất là nhiều đồ gỗ này. Chắc là mốt mình sẽ làm một cái nhà bằng gỗ các bạn ạ. Nhưng mà không phải hôm nay bởi vì nó có khá là ít này. Có 3 cái này 4 cái này không à. Mới có 3-4 cái không à. Không đủ. Đó. Bây giờ mình sẽ làm một cái đợi. Ủa. Ủa mình tưởng mình làm được cái giường rồi chứ nhở. Mình nghĩ mình nên làm một cái giường để ngủ. Cần fiber. Mà bây giờ mình không có fiber. Mình sẽ đi ra nhặt fiber nha mọi người. Fiber là chúng ta có thể nhặt khi chúng ta cầm đuốc nhá. Quá là easy đúng không. Thôi đi nhặt đuốc trong đêm mà cũng ỉa được thề luôn. Không biết ông nào làm ra cái game này mà ông ấy kiểu là ông ấy làm cái game mà cho lũ ông đị ở hay sao ấy anh em. Làm xong cứ pẹt 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 vãi trưởng. Mất hết cả thẩm mỹ của game. Ủa. Ủa vẫn chưa đủ fiber. Ủa bị cái gì đấy ta. Lại đói. Đây có gì không ta. Mình phải kiếm thức ăn mình ăn. Mình sẽ chết đói mất. Trời ơi. Để mình ăn một chút đã. Sau đây mọi người nhá, mời mọi người ăn trái cây nha. Nhìn kiểu đang gặm tay đấy các bạn. Các bạn nhìn giống đang gặm tay không. Mình thấy giống gặm tay vãi cả trường nha. Thế game này lần trước mình nhớ là cái hôm đầu tiên mình chơi mình ngủ được mà nhở. Sao nhưng bây giờ mình chơi mình không ngủ được ta. Khắm lọ vậy. Ok. Ok. Rồi có đủ fiber, mình nghĩ là đủ fiber đấy. Ui. Vãi. Khủng long có, khủng long bay đây này anh em. Nâng tiếp cái waiting lên. Nói chung mình thấy là nâng cái waiting lên càng cao càng tốt. Nó càng có lợi. Có cả mấy cái bẫy này anh em. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái tên độc nha. Cái tên độc mình nhớ là làm nó ở đâu đó gần gần thôi mà nhờ. Sao hôm nay lại không thấy cái tên độc ta. Cái tên độc pha dễ lắm cơ. Hay là cái này nhờ. Hình như là cấp 18 mới được hay sao á. Thôi kệ đi. Hiện tại mình cũng chưa quan tâm lắm. Ui con đã chơi vòng vòng tròn với mình à. Bây giờ nó chạy vòng vòng anh đây. Hay là muốn đánh nhau với con khủng long của mình. Đậu phộng nó. Đây mình hy vọng là lần này là được nhá. Được ngủ được nhá. Không ngủ được là hơi mệt luôn đấy. Ủa nãy giờ mình làm được một cái mà đúng không. Đây cái thứ hai à. Ơ từ từ từ. Hủy 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 đúng không. Ôi nãy giờ tính ra nãy giờ mình có một cái rồi đấy. What the hell mình. Mình bị ngáo cần rồi. Không để đây anh em. Chả hiểu sao. Lúc để được lúc không để được đây. Không ngủ được. Ấn lúc nào để ngủ anh em. Không ngủ được. Không ngủ được là không ngủ được.
Sao tối om này, tối quá nhìn không ra. Ôi, làm nào để ngủ anh em ơi, anh em nào biết lúc nào để ngủ chỉ với nha. Thực sự đấy, mình rất là mong được ngủ một lần thôi, cho tôi ngủ một lần trong cuộc đời thôi mà không được. À, có thịt rồi, có thịt này thì mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn. Ok, sắp sáng rồi đấy, đi ra ngoài chặt một ít cây đi, chặt một ít gỗ để về đun đi. Đây có gỗ ở đây luôn này, gỗ sẵn rồi này anh em. Giờ chặt gỗ hay chặt thrash cũng được, nó không quan trọng, quan trọng là bây giờ có cái gì để đun là được rồi. Sao con này hôm nay nó cứ quanh quẩn đây nhở, nó muốn mình bắt nó. Ủa, cấp mấy, cấp 2 à? Mình nghĩ mình bắt được nó các anh em ơi, nghĩ mình đập chết nó được. Đừng bay, đừng bay, nó nghe mình đập nó cái nó bay luôn rồi. Vãi chưởng, mình đang rút búa ra mình phang nó mà nó bay mất. Ôi nó bay thật luôn rồi kìa anh em. Ôi mình không để ý nó nãy giờ, nó mới cấp 2 à, mình mà bem nó là được rồi. Ê, khi nào nó xuống không anh em? Rồi mày xuống đây, mày xuống đây để mình xem làm cái kia như nào, làm cái buộc chân nó lại. Cần fiber đó, để mình ra mình kiếm một ít fiber. Sáng rồi, ngon, mình kiếm một ít fiber đó nha. Đây rồi, mày chết rồi con ạ. Mình làm cái boomerang để mình quăng cái chân nó lại. Đây rồi, sẽ dã nó anh em, mà nó bay mất rồi. Đéo đấy nhở, đang tính bắt nó mà nó bay mất luôn, hay là chỉ xuất hiện khi trời mưa thôi nhở. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn lúc người vui em ở nơi đấy. Rồi ok, chẳng ở trong cái căn nhà nữa, tối om mà. À quên, đây vào nhà đốt lửa, lồi lửa lên em mà. Rồi bỏ một ít đồ vào, mình chả hiểu cái than kia nó có công dụng là cái gì nha. Ủa thrash đâu hết rồi, đốt cái cửa được không? Đốt cửa được. Life file. Ủa cái thrash đâu hết rồi? Sáng rồi, đi ra ngoài chặt thêm ít cây nữa thôi, chặt thêm ít gỗ nữa để về làm nhà anh em. À đây rồi, bắt được con này, mình sẽ bắt được con này. Từ từ, mình sẽ bắt con này để mình cưỡi. Rồi mình sẽ lấy cái boomerang vậy. Giờ à, kia kia kia, nó kia anh em, nó kia nó kia nó kia nó kia nó kia nó kia nó kia. Từ từ, quăng nó chuẩn mới được nha. Đây boomerang này anh em, quăng nó nhanh 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 nhanh. Ui ôi chói thế vậy mày. Rồi cầm cái này được, đập cho chắc này. Mày 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 mày, ôi hư luôn ạ. Mày kêu luôn ạ, đùa sao nó chết luôn ta. Ôi chúng ta phải có cái phần mềm, à có cái gì để làm cho nó ngủ cơ, không phải là cái này đâu. Cái này đập nó chết luôn đấy anh em, dã man quá, tàn bạo quá, kinh khủng quá. Kinh dã man, lại có con nữa tới kìa. Mà thôi, mình nghĩ là mình nên làm cái gì để làm cho nó ngủ ấy, để mình bắn nó sau đó mình thu phục nó về thôi, chứ mình không nên làm cái điều đấy với nó dã man quá các anh em. Rồi, ok, mình định làm cái gì nhỉ? Làm cái cối, chày cối thế này. Rồi cần 65 cái stone lận. À, nâng cấp cái quay tiếp. Ok, chắc là mình sẽ tạm dừng cái tập này đây thôi. Mình sẽ tạm dừng cái tập này đây thôi mọi người. Và ủa vẫn chưa có cái tên độc nhỉ anh em nhỉ? Hay là mắt mình vấn đề mình không nhìn thấy cái tên độc ta? Mà rõ ràng là chưa có tên độc này mọi người. Vẫn chưa có tên độc. Hình như là mình phải làm xong cái cối này, như làm xong cái cối này, nó tự cho mình chế cái tên độc hay sao á. Ok, nhưng mà thôi, mình sẽ tạm dừng cái clip này đây nha. Và nếu các bạn thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.